nên anh không tránh là em bội và. Hello, xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay sẽ giới thiệu lại với tất cả các bác cái con KX 180 này. Con JBL KX 180 này là một trong những cái dòng vàng rất là cao cấp do bên em phân phối các bác nhé. Các bác lưu ý, hàng này là do bên em phân phối nên sẽ không qua công ty nào phân phối, thì giá thành nó sẽ rất là thấp các bác nhé. Nói không với hàng trôi nổi đi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây là cái rắc nguồn của nó. Và theo con này thì nó chỉ có rắc nguồn thôi các bác nhé. Theo cái con JBL KX 180 này nó chỉ có dây nguồn thôi. Và như là những cái dây USB này và cái dây quang này em sẽ tặng kèm. Các bác lưu ý, khi mua vàng JBL KX 180 bên em thì bên em sẽ tặng dây USB và dây quang luôn các bác nhé. Giá hiện tại là 5.300.000 đồng. Đấy, bao ship và tặng dây rắc cho tất cả các bác. Thì Tùng có thể bóc ra cho anh. Dòng này thì các bác lưu ý là tiếng của nó rất là hay. Ngoài cái con KX 100 và KX 200 thì những hai con đấy thì rất khó chỉnh và tiếng echo rất là kém. Thì con này thì được cải tiến cho karaoke gia đình rất tốt các bác nhé. Con này thì các bác có thể nhìn thấy là mặt ở đây nó được phủ một lớp băng dính này, nó vẫn còn rất là mới. Dàng này là hàng mới các bác nhé, bảo hành 12 tháng với con vang này luôn. Đấy, effect mic và music. Đấy, những nút bấm này rất là sướng, rất là nảy tay các bác nhé. Xoay lại thầy. Thì với cái con vang này thì các bác sẽ thấy là nó có 3 đường mic này, mic 1, mic 2, mic 3. Optical thì các bác có thể dùng cái cổng dây quang này, các bác cắm vào cái optical này và kết nối với smart TV. Đấy, hai cổng AV đầu vào, một cổng jack để các bác có thể ghi âm và các bác có thể là sử dụng để cắm xuống âm đi cũng rất là tốt. Đấy, nét bright, đầu ra center sub này, SRL. Và các bác lưu ý với con KX 180 nếu mà hàng trôi nổi trên thị trường thì em xem rất nhiều các anh em nói là cái tiếng quạt của nó sẽ rất là to, nhưng mà trái ngược lại, hàng này nó là hàng em nhập chính hãng. Tâm ra là cái quạt của nó sẽ rất là êm ái các bác nhé. Rất là êm ái, cái quạt này của nó sẽ rất là êm ái, cực kỳ là êm ái luôn. Và tí em sẽ bật cho tất cả các bác cùng nghe. Đấy, kể cả những cái nút bấm này của nó rất là trơn tru luôn các bác nhé. Và bây giờ em sẽ ghép nối với đẩy và micro. Thì với một bộ cấu hình này em sẽ ghép với đẩy 4 kênh F7408 và loa KT10 bát 25 thôi các bác nhé. Bác nào đã nghe qua đôi này ở tại cửa hàng bên em thì các bác sẽ thấy là tiếng của nó sẽ rất là hay. Và ghép nối thì các bác lưu ý em sẽ với con KX 100 và KX 200 thì cái tiếng echo của nó thì nó không mượt đâu. Nhưng mà với KX 180 thì nó chuyên cho karaoke gia đình thì cái tiếng echo của nó rất là mượt mà các bác nhá. Rất là mượt mà. Đó, thì các bác đợi một chút thì em sẽ ghép nối và trên máy tính thì các bác sẽ thấy là em sẽ khi mà em test echo thì em sẽ tắt revert và khi bật revert thì em sẽ tắt echo thì xem tiếng của nó như thế nào các bác nhé. Tiếng của nó có sạch hay không các bác có thể nhìn thấy, nghe thấy. Đấy, em sẽ kết nối với máy tính luôn. Và khi kết nối với máy tính thì các bác có thể nhìn thấy đây, các giải tần, Tùng cho tí nhạc lên em. Các giải tần. Đấy, đây em đang để mặc định các bác nhé. Tiếng nhạc của dòng JBL này thì không lẫn được vào đâu các bác nhé. Cho to lên một chút. Đấy. Đấy, các bác có thể thấy là tiếng bass, tiếng chép nó rất là đặc biệt, các bác có thể thấy nhá. Giải về cái giải tần EQ của music đi em, về phần EQ của music. Đấy, các bác có thể để cân bằng luôn các bác nhá, cân bằng luôn. Đấy, đây là đang cắt ở giải 25. Tùng có thể để nó cân bằng cho anh, để L kéo cái L rồi đấy, để cân bằng đi. Đấy, thì các bác sẽ thấy là con này thì không cần phải tăng giảm bass chép gì cả, tiếng nó đã rất là sạch, các bác có thể nghe thấy, các bác đeo tai nghe. Đấy, đây là em bật rất là vừa phải, tiếng nó rất là sạch các bác nhé. Chỉ trong khi đó là chỉ có đẩy và vang và đôi cặp loa thôi mà tiếng đã hay như thế rồi. Đấy, chưa cần phải chỉnh gì các bác nhé. Sang phần mic cho anh. Đó, mic cũng để là mặc định luôn, effect mặc định, main mặc định đi. Đấy, các bác có thể nhìn qua đây là các mặc định của nó. Thì bây giờ em sẽ test echo thì em sẽ tắt reverb đi. Tùng tắt nhạc đi. Tắt nhạc đi. Tắt nhạc đi. Đó, thử echo đi. Đấy, các bác có thể thấy. Đấy, các bác có thể thấy là tiếng của nó echo.
Alo, sau khi đánh chìm cuối cùng thì mình vẫn thế có. Tiếng hay không các bác? Các bác có thể nghe thấy. Con mic này, con mic rất là bình dân các bác nhé. UX12 3 la mã với giá là 2.2 triệu thôi. Nhưng mà ok ghép với con vang số 2 thì các bác có thể thấy. Đây là em tắt hết reverb đi các bác nhé. Em đang test echo. Thì đang để echo là 100%. Echo volt là 100% kia. Reverb về 0 luôn. Mà tiếng nó đã bay như này rồi. Được. Sao bây giờ mình đang chỉ. Các bác có thể thấy là cuối cùng thì mình vẫn thế không chị em. Đấy, các bác có thể nghe thấy cái tiếng echo cực kỳ tuyệt vời. Và tắt echo đi để reverb đi Tùng. Tắt echo đi. Bây giờ em sẽ test luôn reverb cho tất cả các bác cùng nghe nhé. Tiếng cực kỳ là ok. Được. Tắt echo để reverb tăng lên. Được. 6, 7, 8, 9. Được. Xanh chưa? Được. 1, 2, 5, 6. Đây là nó có smart. Smart hát. Có nghĩa là trong phòng nhỏ Tùng sẽ cho phòng lớn cho anh đi. Nhưng mà giảm cái ấy này xuống. Đấy, sạch chưa các bác? Để gì vào zoom nhé. Được, 6, 7. Để 100 thôi. Để 100 là như cái echo thôi. Đấy. Xem cái độ bay của nó như nào. Được, 6, 7, 8, 9. Tiếng sạch không ạ? Được. Cuối cùng thì mình vẫn thế. Tùng thử nói reverb tí xem nào. Alex 1 2 3 4 5 6. Alex 1 2 3 4 5 6. Sạch không ạ? Quá sạch đúng không bác? Xong bây giờ trộn một chút echo vào. Thử xem nào. Trộn tầm khoảng độ 70 đến 80% echo. Được. 80 đi. Được. 90. Rồi ok. Được. Đấy các bác có thể thấy đây là echo cộng reverb. 6, 7, 8, 9. Đây là chưa căn chỉnh các bác nhá, chưa căn chỉnh gì hết. Và em đang để tất cả mặc định, em chỉ tăng giảm echo và reverb thôi. Đấy, loa thì loa bass 25 thôi các bác nhá. Đấy, một cục đẩy 4 kênh dùng 2 kênh và vang và micro. Micro rẻ tiền thôi các bác nhá, 2.2 triệu thôi. 6, 7, 8, 9. Cắm vào là đã hay rồi, chưa cần căn chỉnh các bác nhá. Cắm vào đã hay rồi. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 1, 2. Alo đi cho nó khách quan nhất đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, 3, 4. Có cắm thử làm bài karaoke đi. Làm một hai giọng đi cho tất cả các bác cùng nghe. Vì các bác lưu ý, đây là chưa căn chỉnh các bác nhá, mà nó đã không có sự hú rít gì cả. Hầu như không có sự hú rít gì cả đối với bộ dàn này. Đây. Và các bác cùng nghe Tùng thể hiện. Chuyển nhạc đi, lúc nãy vừa chuyển chế độ nhạc khác. Đó. Đó. Để echo và reverb luôn. Với con này thì echo reverb khá là ok đấy. Nó khác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Không, hầu như là không có sự hú rít các anh nhá. Để mặc định luôn. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Các bác có thể nghe thấy tiếng nó rất là mềm nhá. Vì lời giã từ lúc anh ra về. Đó. Đấy, chỉ cần hai câu nó đã khác hẳn rồi các bác nhá. Rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện chọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Đấy, các bác có thể thấy với cái tiếng Tùng tắt nhạc đi cho anh thử mấy giọng thôi các bác nhá, thì nó đã rất là nghe, đã rất là tuyệt vời rồi. Rồi. Alo, 6, 7, 8, 9. Nghe cái chất giọng nó rất là sang các bác nhá. Phải nói là nghe cái chất âm mic của con này thì cực kỳ là sang. Đấy, thì với con này thì giá hiện tại đang là 5 triệu 300 nghìn đồng bao ship. Và tặng cho tất cả các bác là dây rắc và dây quang luôn các bác nhá. Đấy, ghép với một bộ cấu hình như này thì thật ra con vang nó chiếm đến 40% độ hay của bộ dàn rồi. Nên chúng ta có thể lựa chọn một con vang để ra một chất âm chất tốt nhất các bác nhá. Một con vang nó chỉ đạo tất cả luôn. Và bộ này thì rất là bình thường thôi, em chưa cần cài đặt. Tất cả để mặc định. Đấy, Tùng xoay lại cho anh xem. Đấy, để mặc định luôn các bác nhá. Để mặc định cho tất cả các bác cùng xem. Đấy, chế độ boost của nhà sản xuất luôn các bác nhá. Với hãng này thì Tùng ấn recall đi.
Đấy thì nó có sẵn là 3 chế độ Pro, Pop và Stealth. Đấy, của hãng là 3 cái chế độ này. Đấy, chế độ Stealth nó sẽ đảo hai loa rất là hay. Còn em sẽ cài đặt cho tất cả các bác là 4 mode nữa. Và tất cả nó có 7 mode các bác nhé. Sau đây đánh chỉ đấy mặc này mặc định luôn. Các bác nhìn có thể nhìn thấy Eco, nhìn thấy EQ. Sau đây đánh chỉ. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em với hai số điện thoại ở bên trên. Đấy, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc các bác nhé. Đấy, giao hàng toàn quốc, các bác có nhu cầu các bác cứ liên hệ trực tiếp. Đấy, chào tất cả các bác, cảm ơn tất cả các bác cùng xem video bên em. Các bác nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video của bác nhé. Chào tất cả các bác. Cuối cùng thì mình vẫn thế, không chỉ em, không chỉ em, cho phải má hồng đường gì. Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người không xa đêm vui. Hơi đâu, hơi đâu mà xót thương hơn nay. Những ngày còn đông ân ân thank you.